trận động đất sáng 3 tháng 4 đã làm sụp phần đầu của đảo Quy Sơn hay đảo Rùa, một trong những hòn đảo du lịch nổi tiếng của Đài Loan. Cơ quan thời tiết trung tâm Đài Loan cho biết vùng lãnh thổ này vừa trải qua trận động đất mạnh 7,2 độ theo độ Richter, khiến 7 người thiệt mạng, 711 người bị thương và 77 người vẫn còn mắc kẹt bên dưới đống đổ nát tính đến trưa ngày 3 tháng 4. Trong khi đó, Sở khí tượng Đài Loan xác nhận các chuyên gia của cơ quan này cũng ghi nhận 7 cơn dư chấn xảy ra sau vụ động đất sáng ngày 3 tháng 4. Theo kênh truyền hình Times Now, các khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất là đảo Quy Sơn, thành phố Đào Viên, thành phố Đài Bắc và thành phố Hoa Liên. Xa hơn về bờ biển phía đông, một số nhân chứng vô tình quay lại được khoảnh khắc phần đầu của đảo Quy Sơn bị sạt lở và sụp xuống biển do ảnh hưởng từ trận động đất sáng ngày 3 tháng 4 ở Đài Loan. Đây là hòn đảo lớn nhất trong số các đảo ở huyện Nghi Lan. Đồng thời, tại đây cũng có một trong số ít những ngọn núi lửa còn hoạt động ở Đài Loan, theo trang Taiwan.net. Đảo Quy Sơn không chỉ là thắng cảnh nổi tiếng nhất của huyện Nghi Lan, mà còn là biểu tượng tâm linh của người dân nơi này.